Hello, xin kính chào các bạn, ông bà, cô, chú, anh chị em và các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách sao mà xào thịt bò xào đậu ve mà đậu ve không dai, vẫn giòn ngọt và màu xanh. Mình phải biến tấu đi chút xíu, đôi lúc các bạn không biết cái điều này, thành ra nay giờ bắt đầu làm đi. Trước tiên giờ là mình thái cái thịt bò, mình chế biến thịt bò trước. Còn mình để làm bít tết á, mình dùng nó để xào đậu ve. Mình cũng giới thiệu là những món thịt bò xào đậu ve thì có hành tỏi này để mình vi thơm lên nè, dầu ăn nè, bột nêm nè, hành lá khi mà xong chín rồi bỏ vô, tiêu chín rồi rắc vô. Và đây là cái bột năng này là để mình hòa cái nước mình cho vô khi mà thịt bò nó chín, thì cái nước xào nó sẽ quyện lại, thì khi mình nó quyện lại chung với lại cái đậu ve thì ăn rất là ngon và nó không có bị khô. Đây mình đặt, giờ mình cũng bắt cái này nước luộc lên nha các bạn. Quên thái giống như ở nhà mình, ở đi nhà hàng thì người ta sẽ thái một miếng bự nhà hàng ăn thì người ta sẽ thái miếng bự hơn, chứ người ta không thái miếng nhỏ như giống như mình thái ở nhà đâu các bạn. Nhà hàng thì người ta sẽ thái miếng bự hơn. Xương các bạn, trước tiên mình ít thịt xương ra. Mình xào chín thịt bò mình sẽ cho bột năng lên. Đây các bạn, cho các bạn thấy nha, cái đậu ve bây giờ nó còn sống là nó màu trắng vậy ha, sau khi mình luộc nó sẽ xanh hơn cái màu này nữa các bạn.
Okay, các bạn cái nồi nước luộc á, nước luộc rồi đậu ve á, thì mình cho miếng bột ngọt cho các bạn. Cho xíu muối vô các bạn. Đây là nước tráng nha các bạn. Tí nữa mình luộc xong cái đậu ve này, bây giờ nước nó sôi nè. Đó, giờ mình bỏ đậu ve, cho đậu ve vô, mình luộc trước mình sẽ vớt ra cái nước này. Để lên một cái để cho so sánh nha các bạn. Thì mình cũng có luộc ít đậu qua chung luôn. Tại vì mình luộc để làm ăn sống. Mình luộc hơi nhiều cho nên màu xanh nó không được xanh lắm các bạn. Các bạn luộc ít đi chút xíu, cái nước nó sôi trở lại, nó lẹ thì màu xanh nó cũng là kiểu màu xanh rất là lâu. Giờ đậu ve được rồi các bạn, giờ vớt ra các bạn, vớt ra bỏ vô trong nước đá lạnh. Đặt bếp đi. Bỏ vô nước đá lạnh này, cho nó nguội trong nước đá lạnh này luôn.
thì nó sẽ không có được xanh lắm các bạn. Luộc nhiều nè, và thiếu nước đá nữa là nó sẽ không được xanh lắm. Các bạn là như đây á, đúng ra là phải luộc hai lần nha các bạn. Hai lần luộc á thì nó rất là xanh luôn, tại vì khi mình cho nó đậu nước sôi, mình cho đậu vô thì nó đã nước nó không sôi nữa, nhưng mà cho ít vô thì nước nó sôi trở lại rất là lẹ thì nó vẫn giữ được màu xanh rất là xanh, xanh nhiều lắm các bạn. Còn cái này không được xanh lắm nhưng mà vẫn xanh. Đây các bạn, thì mình so sánh này, cái luộc rồi và cái chưa luộc này các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái chưa luộc này, cái luộc rồi này vẫn xanh hơn, nhưng mà cái này chưa được xanh lắm, tại vì mình luộc một lần nhiều quá. Nếu mà luộc nó sẽ xanh, đây là cái trái là màu xanh hơn nhưng nó xanh đậm hơn. Bây giờ mình sẽ xào đậu ve nha, ai đã bỏ thịt bò nha các bạn. Trước tiên là mình cho dầu ăn. Phi lên cho nó thơm nha các bạn. Sau khi nó thơm mình mới cho bò vô. Cho được bò vô các bạn. Bắt đầu vô mình cho thịt nêm vô. Tính chút xíu thì nó cứ gần với cạnh mềm thôi. Chúng mình cũng vậy. Giờ bắt đầu mình cho cái
ngang chung rồi. Cho một ít hành ngò vô các bạn. Các ít tiêu lên quần. Nhưng các bạn đi ngủ nha, các bạn đi ngủ chút xíu rồi các bạn thì cho vô trong cái gì cà phê. Rồi các bạn, cái thịt bò này nó đã ngủ rồi nè, cũng không có ngủ lắm nhưng mà về cũng được rồi. Nếu mà để ngủ hơn thì tốt hơn, tại nhiều khi nóng bỏ vô thì cái đậu ve này nhiều khi nó sẽ đổi lại màu trắng hơn. Hôm này nó rất là xanh nè các bạn. Đây, để mình so lại cái miếng đậu ve mà còn sống này các bạn. Và cái miếng đậu ve mà đã chín rồi nè. Các bạn thấy không? Nó khác hơn luôn. Đây các bạn, mình cho các bạn coi đó nha. Nó cái đậu ve này rất là xanh đó, mình để như vậy. Đây, còn cái đậu ve mà còn sống thì mình so đo cho các bạn coi lại đó. Rất là tuyệt vời. Giờ mình muốn rắc thêm chút tiêu lên nữa cho nó thơm đây. Rất là tuyệt vời. Thì cơ bản của cái này á, thí dụ như mà mình xào, thường thì gia đình mình xào là xào thịt bò chín rồi thì mình mới cho đậu ve vô đảo chút xíu rồi mình lấy ra. Nhưng mà khi mình xào như vậy đó thì xào số lượng ít thôi là còn tạm, nhưng nhiều là đậu ve nó sẽ không chín đều là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi mình xào như vậy á, nó không đủ nước để cho cái đậu ve này nó chín, mà nó chỉ chín theo cái dạng mà nóng quá nó chín thôi. Chín ép như vậy thì cái đậu ve nó rất là khô, ăn nó sẽ dai, nó không có giòn. Còn mình luộc lên á, mình luộc trước á, xong mình chế này lên á, thì cái đậu ve vẫn còn giòn, ngọt và xanh hơn là nếu các bạn xào. Các bạn xào có thể không được xanh, tại mà nó xanh không có đều, nó sẽ loang lở chỗ xanh chỗ trắng, tại vì nó không có tiếp xúc đều với nước nóng thì nó sẽ không xanh đều. Còn này là mình đã luộc lên rồi đó, luộc lên rồi xong bắt đầu mình mới xào lên rồi. Bây giờ cái này nó có cái mình cho cái bột năng vô này hơi nhiều chút xíu, các bạn cho ít đi xíu cho hơi sạch thôi thì nó quyện vô cái đầu ve này rất là ngon luôn. Thì bây giờ mời ông bà cô chú anh chị em và các bạn dùng thử với mình nha. Cái này nhá, thì đồ xào này thì mình ăn với nước tương, chấm nước tương thì nó sẽ ngon hơn, nhưng cái này cũng vừa ăn rồi các bạn, nhưng mà ta chấm nước tương nó sẽ ngon hơn, nó sẽ rất là thú vị. Thịt bò các bạn xào đừng có xào lửa nhỏ, mà xào lửa thật là lớn rồi mình lấy ra nhanh thì nó vẫn còn mềm và ngon, mềm và ngọt. Còn nếu các bạn mà xào mà lửa nhỏ lâu chín và nó sẽ rất là dai.
Vô rất là mềm. Đậu rất là giòn ngọt. Các bạn nghe mình nhai đó, rất là giòn, đậu rất là giòn, cho mình luộc lên. Còn các bạn sao cùng nó sẽ rất là dai, dai hơn các bạn luộc mà cái màu nó không được đẹp đó. Này bác, các bạn làm một chén nước tương ớt, tỏi ớt để mình ăn cơm. Đậu ngọt không tự cả xíu. Thôi thì mình cũng xin dừng video đây. Kính chúc ông bà cô chú anh chị em và các bạn luôn luôn mạnh khỏe bình an trong cuộc sống và đạt được nhiều điều may mắn trong tương lai. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong video kế tiếp. Xin chào tạm biệt.